Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ ba, 25 tháng 10 năm 2022, sau Chúa Nhật thứ 30 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình, nó lớn lên và trở thành cây chim trời làm tổ trên cành đường. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men người kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, thứ hai, Đức Giêsu chữa một cái người đàn bà bị quỷ kềm giữ còng lưng suốt 18 năm. Chúa Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát, điều mà những người Do Thái gọi là tuân giữ lề luật không có chấp nhận, bởi vì ngày Sa-bát không có được làm cái gì cả. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chữa bệnh vào ngày Sa-bát? Chúa Giêsu chữa bệnh vào ngày Sa-bát để muốn nói với tất cả chúng ta, cách riêng đối với những người giữ luật, đó là tất cả mọi lệ luật, tất cả mọi sự thờ phượng Thiên Chúa đều phải đưa đến lòng bác ái. Chúng ta đi lễ đọc kinh cầu nguyện, tất cả cũng là để cho chúng ta có một tấm lòng. Thế thì Đức Giêsu cảm thấy hơi buồn rằng là tại sao một cái cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện mà lại để cho một người đau bệnh suốt 18 năm như thế không có cứu giúp. Và hôm nay Chúa cứu giúp bà ta cũng là để cho chúng ta một cái bài học, chúng ta phải ghi nhớ cái điều này. Tất cả mọi thánh lễ, tất cả mọi giờ kinh nguyện, tất cả những việc đạo đức đều phải đưa người ta đến lòng bác ái, tức là cứu giúp những người đau khổ xung quanh chúng ta. Và chúng ta cứu giúp những người đau khổ xung quanh chúng ta với Chúa, chúng ta làm bác ái với Chúa, chúng ta chữa lành với quyền năng của Chúa. Đây cũng là một bài học rất lớn cho tất cả chúng ta. Đọc kinh cầu nguyện là để thực thi lòng bác ái với Chúa Giêsu. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Đức Giêsu mặc khải nước trời. Đức Giêsu nói về nước trời. Nước trời được ví qua 2 hình ảnh. Thứ nhất là hạt cải. Tuy rất là nhỏ bé nhưng mà khi nó mọc lên thì trở thành một cái cây lớn, chim trời có thể nương náu. Nước trời được ví như là một nắm men rất là nhỏ vùi vào một cái thúng bột và làm cho cả cái thúng bột ấy dậy men. Thế thì với 2 cái hình ảnh này, hạt cải và nấm men, nó cho chúng ta thấy nước trời không phải là một cái gì đó là lớn lao cao xa mà không ai với tới được. Nước trời là những cái gì rất là bé nhỏ, rất là gần gũi với chúng ta hàng ngày. Và nếu chúng ta đón nhận thì chúng ta cũng sẽ có được một cái sức mạnh lớn, một cái sự sống mới như là nấm men, một cái sức mạnh như là hạt cải. Thế thì con xin được gợi 4 cái ý nhỏ nhỏ để cho chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì nước trời không phải là cái gì đó quá sức của chúng ta, nhưng mà là cái gì rất là nhỏ bé, làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể đón nhận được. Thứ nhất, những việc đạo đức bình thường. Nếu chúng ta biết thực thi những việc đạo đức bình thường, ví dụ như là đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ mỗi ngày, đọc kinh Mân Côi, đọc kinh lòng thương xót, thăm viếng các cụ già neo đơn, hàng xóm láng giềng của chúng ta, đấy những việc đạo đức bình thường nhỏ bé, nếu chúng ta thực thi mỗi ngày, chúng ta sẽ có một sức mạnh lớn. Đối với cá nhân con thì con cũng có một cái niềm tin đơn sơ. Con thấy buổi chiều giáo sư cao xá của chúng con này, có các cụ bà là chính, cũng có 1-2 cụ ông thôi đi lễ. Các bà chỉ là những người đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, đi lễ mỗi ngày, đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, mà ông bà cụ nào cũng 80 mấy 90. Nhà thì cũng nghèo thôi, con cháu thì cũng đông thôi. Thế nhưng mà cuộc đời của các ngài xem ra là rất là thánh thiện, rất là bình an với chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày, với việc tham dự thánh lễ mỗi ngày. Thế thì đấy là hình ảnh thứ nhất, hạt cải và nấm men được ví như là chuỗi kinh Mân Côi, thánh lễ mỗi ngày, đọc kinh sáng tối, đọc kinh Mân Côi, đọc kinh lòng thương xót. Tất cả những cái công việc nhỏ bé ấy, nếu chúng ta tập làm mỗi ngày, chúng ta cũng sẽ có một cái sức mạnh phi thường, như là cây hạt cải lớn lên lớn mạnh, cũng như là cả một cái thúng bột dậy men ha. Cũng chính nhờ những lời cầu nguyện mỗi ngày ấy mà bao nhiêu con cháu cũng được ơn trở lại đó. Rồi hình ảnh thứ hai, hạt cải và nấm men, những cái nhỏ bé ấy được ví như là lời Chúa chúng ta lắng nghe mỗi ngày. Để chúng ta nhớ cái câu chuyện tiệc cưới Cana này, mẹ Maria nói với các gia nhân là thầy bảo gì anh em cứ làm theo.
Và họ làm theo múc nước lá đổ vào chung rồi đưa cho ông quản tiệc. Và một phép lạ lớn lao, một phép là hóa nước thành rượu cho tất cả đám tiệc, cứu được cả một cái đám tiệc như thế. Thế thì hình ảnh thứ hai, hạt cải và nấm men ấy chính là lời Chúa. Nếu chúng ta tập lắng nghe và thi hành lời Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng có được một sức mạnh vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống. Rồi hình ảnh thứ ba, hạt cải và nấm men ấy đó là tòa giải tội và thánh lễ. Tòa giải tội và bí tích thánh thể, siêng năng xưng tội và rước lễ. Thật sự thì đây cũng là những cái điều mà các cụ dạy chúng ta thôi. Siêng năng xưng tội rước lễ. Đấy, siêng năng xưng tội rước lễ. Nếu chúng ta siêng năng đến tòa giải tội, nếu chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ, chúng ta cũng sẽ có được những sức mạnh của nước trời. Chúng ta cũng có được sức mạnh của nước trời. Đó là hình ảnh thứ ba nhá. Xưng tội rước lễ. Hạt cải được ví như là xưng tội rước lễ. Hạt cải và nấm men. Rồi hình ảnh thứ tư, đó là giáo xứ hay là giáo hội. Cuộc sống của chúng ta thì con vẫn nói với các bạn trẻ là cố gắng tham gia một cái sinh hoạt nào đó của giáo xứ, ca đoàn, giáo lý viên, Legio, huynh đoàn Đa Minh, hội con Đức Mẹ, vân vân. Chúng ta hãy nương mình vào những sinh hoạt của giáo hội, sinh hoạt của giáo xứ. Tuy là những công việc rất đơn sơ, mỗi ngày, mỗi tuần, nhưng chúng ta cũng sẽ có được sức mạnh của nước trời. Đây là bốn hình ảnh đơn sơ con xin được gửi cho cộng đoàn. Hạt cải và nấm men là gì? Đó là kinh mân côi, đọc kinh sáng tối và tham dự thánh lễ mỗi ngày, những việc đạo đức bình thường. Những điều đấy có thể là người ta cũng gọi là những việc đạo đức bình dân, cũng được ví như là những cái hạt cải là nấm men nhưng mang lại những sức mạnh nước trời. Đọc kinh mân côi, đọc kinh lòng thương xót, tham dự thánh lễ, tham dự các giờ kinh, vân vân. Đó. Rồi hình ảnh thứ hai là lắng nghe và thi hành lời Chúa, chính là hạt cải và nấm men. Lắng nghe và thi hành lời Chúa. Thứ ba đó là xưng tội và rước lễ. Siêng năng xưng tội và rước lễ cũng là như hạt cải và nấm men, giúp cho chúng ta có được một sức mạnh. Và cái thứ tư là cố gắng tham gia những sinh hoạt của giáo xứ, sinh hoạt các hội đoàn để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta, và chúng ta cũng đón nhận được những cái sức mạnh của nước trời. Đây là bốn cái hình ảnh của hạt cải và nấm men rất là cụ thể cho chúng ta tập thi hành mỗi ngày. Rồi nhân tiện đây thì con cũng xin thông báo rằng là con có thành lập những cái nhóm, con ghi là nhóm cha hùng A, B, C, D, vân vân. Thì con muốn là quy tụ một nhóm như vậy để có những cái thánh lễ trọng nè, có những cái công việc bác ái này, có những cái thông tin gì thì con thông tin đến tất cả nhóm, tất cả cộng đoàn cho nó tiện, chứ còn nhắn cho từng người thì con không có giờ. Nên là nếu như ông bà và anh chị em mà thấy rằng là mình có cái thông báo là mình thuộc nhóm cha hùng ABCD gì đó thì chúng ta cũng cứ an tâm nhé. Con thành lập thành những nhóm để tiện con thông báo về các thánh lễ cũng như là những cái việc hoạt động bác ái, những việc đạo đức, thì tiện thì con sẽ thông báo cho các thành viên trong nhóm. Thì chúng ta là một gia đình cùng nhau thờ phượng Chúa và làm việc lành, thì con cũng xin được thông báo như vậy. Trong mấy ngày vừa qua, từ hôm Chủ nhật đến nay đó, thì là lễ Khánh nhật truyền giáo và đóng góp vào quỹ truyền giáo, thì con cũng nhắn tin cho nhóm là Chủ nhật truyền giáo 23 tháng 10, xin quý vị ân nhân góp một đồng vào quỹ bác ái truyền giáo 2022. Thì con nhắn như vậy thì tất cả các thành viên trong nhóm đều biết cả. Thì tùy hoàn cảnh chúng ta có thể góp được 50, 100, 200, 300 gì đó thì chúng ta cứ góp thôi. Thì việc đạo đức thì cũng phải nhắc nhở, cũng phải động viên, nên đôi khi nhiều khi ông bà anh chị em cũng không có nhớ. Thế thì con đã thành lập những nhóm cha hùng theo mẫu từ ABC, thì ông bà anh chị em thấy thì chúng ta cũng an tâm để có các thánh lễ cũng như những việc đạo đức, thì con sẽ nhắn cho tất cả các thành viên trong nhóm đều biết để chúng ta có thể tham gia. Xin Chúa chúc phúc lành cho những việc đạo đức của chúng ta, của nhóm chúng ta, để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và cùng nhau thực thi lòng bác ái. Con xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em đã cùng con chia sẻ lời Chúa mỗi ngày.